Hello, xin chào anh em đã quay trở lại video của mình. Đó thì trước tiên vào video thì mình muốn giới thiệu cho anh em đây chính là cái fanpage mình nha anh em ơi. Đó thì từ giờ trở đi, bất cứ highlight nào hay là một cái trận đánh nào mình muốn đăng lên á thì mình sẽ đăng lên cái fanpage này nha. Đó thì mình rất mong anh em có thể vô fanpage này và theo dõi và giúp mình có video nha anh em ơi. Thì chiều nay 18 giờ mình sẽ đăng một cái video highlight nha anh em ơi. Thì mình rất mong chờ anh em có thể vô và xem nha. Và đây còn một điều nữa, đây chính là kênh của mình. Thì mình rất mong anh em coi video có thể chia sẻ giúp mình, nhưng mà anh em cảm thấy video nó hay nha anh em, hoặc anh em like và anh em nhớ bật thông báo lên để nhận video sớm nhất nha anh em ơi. Mình sẽ ra video vào lúc 18 giờ hàng ngày nha. Đây, vào trận đấu thôi anh em ơi. Đó thì đây mình sẽ làm theo yêu cầu của một bạn. Thì hôm nay mình sẽ đánh floor. Thì lâu ngày mình đánh floor mình cũng khá đánh thuộc dạng là khá nhiều, nhưng mà thuộc dạng là có nhiều trận mình không có cảm giác tay anh em. Đó thì đánh nó kiểu như nó muốn hơi khẩn. Thì hôm nay mình đã chọn lọc được một cái clip múa rất là ok. Thì không biết anh em chấm cái pha này bao nhiêu điểm nha. Thì anh em cùng coi tất cả các khoảnh khắc mà mình sẽ để lại highlight nha anh em. Thì đầu tiên mình đi top là mình gặp ông Batman nha anh em. Thì ông Batman cũng là một chức tướng khá khó chịu ở đầu game anh em, nhưng mà không sao, khó chịu đầu game thì chúng ta cũng có cách để thuộc dạng là chị mà anh em. Đây mình đã farm xong và mình chuẩn bị dòng vô dòng rừng của tem bạn để mình cướp con bùa đỏ nha anh em. Floor mà đã cấp 2 rồi thì anh em cũng biết rồi, rất mạnh nha anh em. Cấp 2 là floor không ngán bất cứ vị tướng này nha anh em, tại vì nó có sát thương chuẩn á. À, Batman nhiều chuyện anh em ơi. Đây, không sao nha anh em, floor thì anh em dù có thấp máu anh em phải bình tĩnh nha. Đây thì mình mũ luôn anh em ơi. Ok, chạy đâu. Ok anh em ơi, một mạng dành cho mình nha. Thì thường thường con floor mà anh em đánh á thì chiêu 1 anh em đừng có dội mà anh em bấm liền nha. Thì anh em đánh floor thì anh em phải dùng chiêu 1 anh em canh cái chiêu canh chiêu á để anh em quăng cho nó chuẩn. Tại vì một là đối phương tốc biến, hai là đối phương có thể né nha anh em. Đó thì anh em canh phải chuẩn nha. Chứ anh em bấm mà anh em bấm quăng liền là có khả năng nó hụt rất là cao nha anh em. Đó thì anh em lưu ý cái bảng này chắc chắn anh em sẽ quăng hoa lậu tu dính nha anh em. Đây phải anh em biến về nha anh em ơi. Và còn một điều mình muốn nói nữa là anh em nào mà muốn biết thông tin về mình hay là muốn biết về mình thì anh em có thể ấn ngay dưới phần mô tả có tất cả mọi thứ về mình nha anh em. Đó, ở dưới đó có link TikTok mình nữa, thì mình rất mong anh em có thể vô đó follow và ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây phải anh em mình núp bụi anh em ơi. Batman này chắc tay anh em mình nó đây. Ui quăng hao hụt rồi kìa anh em. Ok không sao anh em ơi, từ từ. Đánh floor anh em thuộc dạng là phải đánh thuộc dạng anh em phải chịu khó đảo di chuyển với lại vô dòng rừng đối phương anh em để quấy nhiễu nha anh em. Đây là mình mú luôn nha anh em. Ui hụt chiêu 1 kìa. Ô làm gì đây? À thấy mình nó hụt chiêu 1 anh em ơi, ngon. Ông Batman thấy mình hụt chiêu 1 nên lập tức lao vô anh ti mình luôn anh em ơi. Nhưng mà hên quá mình đã khắc chế được cái anh ti gọng nha. Mình né quá chuẩn anh em ơi, và mình đã khắc cái anh ti lên người ổng nha. Một khi đã khắc anh ti rồi thì ổng có quăng chiêu 2 nữa, ổng đâu có choáng đâu mà anh em. Quá mạnh thiệt. Đó thì đây mình sẽ hôm nay mình sẽ ra cho anh em cái đồ mà anh em đi top để anh em làm thuộc dạng thống trị luôn cái lane top này nha anh em. Thì đánh lane top mà anh em gặp con tướng khó chịu nhất là con nào thì anh em có thể comment dưới cho mình biết được không. Đó thì đối với mình á thì mình gặp floor thuộc dạng là khá khó chịu anh em. Đi top mà cầm Yuka mà cứ gặp mấy ông floor biết chơi thì khó chơi anh em, bất cứ con nào cũng vậy. Nhiều con á phải gọi floor bằng cụ anh em ơi, tại floor nó thuộc dạng là sát thương chuẩn quá mạnh vậy, nó quá khỏe đồ game anh em. Dù có giảm sức mạnh nhiều lần đi chăng nữa nó cũng thuộc dạng là một cái chất tướng khỏe nha anh em. Đây phải này mình vòng vô rừng mình ăn blue nha anh em ơi. Ơ phải, ăn bùa đỏ anh em ơi. Đó, chúng ta phải tận dụng hết cơ hội mà farm sạch bên kia nha anh em. Thì anh em biết rồi, con Na mà thuộc dạng là đầu game mà cứ để cướp bùa cướp tài nguyên kiểu này chắc chắn nó sẽ phế nha anh em. Thì thường thường đầu game anh em ép thì anh em phải ép cái đường rừng á là chắc chắn là tem nó kiểu gì cũng phế anh em ơi. Một khi anh em cứ để ý đi, anh em ép đường rừng cho mình, cứ ép đường rừng cho mình là chắc chắn game đó chắc chắn sẽ win khoảng 60% rồi anh em. Còn quan trọng là tùy thuộc theo anh em giao tranh như thế nào thôi. Đó thì trận đấu này mình gặp top floor thì quên anh em, gặp top là con Batman thì cũng không thuộc dạng là quá khó khăn đối với mình. Trận nào mà gặp mấy cái con nào mà khá khó chịu như là con mấy con như Zena nè, mấy con có chưa cơ động như là con Ryuma anh em. Đó thì kiểu này thì mình chưa chắc tay. Floor thì mình phải múa dài dài nữa thì mình may ra mình mới ăn Ryuma anh em ơi. Chứ bây giờ mình gặp Ryuma mình cũng ngán ngán lắm. À thằng Na này làm gì đây? Đây mình khắc con ti anh em ơi. Ok, mình mới khắc con ti thôi mà nó chạy kìa anh em ơi. Thì nó biết nó không phải là đối thủ của mình mà. Ôi quăng hụt rồi kìa, thằng này nó biết câu chiêu anh em ơi.
biết chơi á, biết chơi anh em ơi. Thì cũng từ ngày hôm nay mình sẽ nói luôn. Đây, ui thằng Batman em tóc biến em ơi. Ok, mình lại khắc được cánh tiền Batman nữa anh em ơi. Chỉ cần hiện lên một cái thôi, tại vì mình là một người chơi Batman rất là nhiều nên mình biết được cái con Batman nó biết cái cách combo như thế nào nha anh em. Thì Batman mỗi khi mà nó ra hiện con dơ lên rồi đó, chắc chắn nó sẽ nằm hướng bên trái hoặc bên phải của anh em á, hoặc là hướng trước mặt. Nhưng mà theo cái tình hình lúc nãy á, thì chắc chắn nó phải nằm bên phải anh em rồi. Thì lúc mình gặp nó mình tóc biến luôn anh em ơi. Thì chắc chắn cái đường mà nó tì chắc chắn không bao giờ dính được mình nha. Thì mình cũng nói luôn là kể từ ngày hôm nay mình sẽ ra video thuộc dạng là đa vị tướng nha anh em, chứ mình không làm chuyên về một vị tướng nha anh em. Đó thì rất mong anh em có thể thông cảm và theo dõi mình nha. Mình cũng chân thành anh em đã coi clip này và theo dõi mình nha. Thì anh em mà coi clip mà cảm thấy nó hay á, thì anh em có thể follow và đăng ký kênh theo dõi mình nha. Và anh em cảm thấy hay hơn nữa có thể chia sẻ video giúp mình nha, thì mình cảm ơn rất là nhiều. Còn anh em thấy chỗ nào mà không được á, thì anh em có thể comment góp ý kiến cho mình biết nha anh em ơi. Đây anh em ơi, lại khắc anh Tì nữa anh em ơi. Chạy đâu? Chạy hả? Đây anh em ơi, ok luôn. Trời ơi, một khi đã combo trượt mà rồi chạy với follow anh em. Ông này sai lầm quá anh em ơi. Đó thì trong đây có fan, có nhiều anh em là thuộc dạng là mới biết tới mình. Thì mình rất mong anh em có thể coi video và anh em thấy mà nó hay thì anh em có thể like nè, hoặc đăng cái kênh với mình nha. Ồ ghê vậy ông ơi, mình mới biết chơi follow thôi. Mình nói thiệt, đây clip thứ hai mình đăng lên đây nha anh em. Đây chính là clip thứ hai mình đã đăng follow nha. Chứ thật ra từ trước tới giờ mình rất ít chơi follow nha anh em. Thì anh em biết là tên mình là Trùm Mulan nên mình chỉ thuộc dạng là tập trung chơi một con thôi. Nhưng mà từ giờ đi mình đã thay đổi suy nghĩ anh em ơi. Thì chúng ta thuộc dạng là phải chơi đa vị tướng anh em ơi. Thuộc dạng cái kênh mình đang muốn hướng tới là cái kênh thuộc dạng là phong phú anh em. Thuộc dạng là nó phải phong phú, nó đủ nhiều vị tướng á. Đánh thuộc dạng nó không bị nhàm chán một con anh em ơi. Chứ là một con mà cứ một cái content mà làm hoài thì thuộc dạng anh em đánh rất là nhàm chán nha. Thì hôm nay cái video mà mình muốn hướng tới cho anh em biết á, đó chính là mình biết cái video này mình làm thì có nhiều follow họ làm cái video rồi. Nhưng mà mình nghĩ cái video này vẫn mạnh là cái lên top nha anh em. Đây ok anh em ơi, cái file này giao tranh 3 người nè anh em ơi. Xem coi mình ăn hết được không nha. Ok đây, bắt ở đây chứ anh em ơi. Ok bắt nắc luôn anh em ơi. Đây tóc biến, quăng. Anh em thấy không, quăng rất chuẩn nha anh em. Đó thì anh em cứ canh chiêu một á, mà anh em thuộc dạng là định hướng mà anh em quăng nha, chứ anh em đừng có thuộc dạng là bấm liền nha. Thì bộ đồ của Flo thì đầu tiên anh em lên cho mình là cái giày giáp, xong rồi lên cái thương long cho mình. Cái món thứ ba thì anh em lên cái áo chàng băng giá. Món thứ tư thì anh em lên tùy theo bên kia, nhưng mà bên kia sát thương phép mà quá mạnh á thì anh em lên cho mình có hương chương choi. Còn bên kia mà lượng đam họ to thì anh em lên cho mình cái khiên thức truyền nha. Đó còn món cuối thì anh em lên giáp hồng mình cho mình. Đó vậy là xong tất cả các món đồ của Flo anh em. Như đó là đủ cho mình cưng năm rồi anh em ơi. Còn anh em mà muốn đánh giao tranh mà thuộc dạng là dai dẳng cầu kỳ á thì anh em lên cho mình cái quỷ kiếm. Bảo đảm rất trâu anh em ơi. Vừa hút máu mà vừa thuộc dạng là trụ đường rất nhanh nha. Đó thì kể từ ngày mai anh em muốn mình làm vị tướng gì anh em cứ comment nha, thì mình sẽ làm hết. Mình sẽ lọc ra những cái bình luận nào cảm thấy vị tướng đó mình làm được thì mình sẽ làm cho anh em. Còn vị tướng nào quá khó đối với mình thì mình rất mong anh thông cảm. Thì rất mong các bạn thông cảm và bỏ qua nha, thì có thể mình không làm được vị tướng đó. Thì có nhiều vị tướng trong liên quân á, tới 100 mấy chục tướng mà anh em, thì mình có thể không chơi giỏi được tất cả các vị tướng đó được anh em ơi. Nhưng mà chơi tầm thì mình chỉ chơi được mình chỉ chơi được mấy con như dạng đấu sĩ nhiều anh em ơi. Mình là chức tướng chơi đấu sĩ với sát thủ rất là nhiều nha. Còn nói về AD thì thôi rồi, chứ anh em ơi mình đánh AD rất là dở nha. Nhưng mà có một con AD thì mình cũng đánh khá nhiều anh em. Thuộc dạng là đầu game mà, đầu mùa mà. Đó thì cái lúc mình mới biết chơi là mình chơi con Van Heo. Đó thì con Van Heo là một nè, con Zo mình cũng biết chơi khá anh em ơi. À thằng Nắc này được nha. Làm gì đây? Ôi anh em ơi, thằng này nó là chôn mình nữa rồi anh em. Sao? Nó đâu dám lên đâu anh em ơi. Thì thuộc dạng mình muốn nó còn khẩn khẩn quá anh em ơi. Ui cái này là pha này mình không cover được ông AD rồi, pha này chịu rồi. Ui thằng Batman nữa kìa anh em, tóc biến anh em ơi. Nó đứng bên kia anh em, đứng bên phải mình nữa. Chắc chắn luôn anh em ơi, cái hướng di chuyển ở chỗ bên phải thôi nha anh em. Ui mình ăn được 6 mạng rồi mà tem bạn ép quá. Tem bạn thuộc dạng cũng là một cái tổ hợp chất tướng thuộc dạng là tham gia cho tranh rất mạnh nha anh em. Riêng con tèo nó được tăng sức mạnh anh em ơi. Con tèo bắn rất rác nha.
Đây anh em ơi, từ từ. Ui từ từ, giao tranh thôi anh em ơi. Để mình farm cái đã. Thì cái nick chính của mình thì mình sẽ tập trung mình leo thuộc dạng là leo top nha anh em. Thì mình leo được tới đâu thì mình leo thôi, chứ mình bây giờ mình không thuộc dạng là. Nhưng mà mình làm đa vị tướng thì mình không muốn dành thời gian quá nhiều cho cái nick chính anh em ơi. Nick chính thì mình sẽ cố gắng mình giữ cái top Việt Nam hoài thôi. Nếu mà mình cảm thấy mà mình leo được cái cục vàng á thì mình rất là mừng và vui. Thì thuộc dạng nó chỉ là cái dấu mốc cho mình thôi. Thì mình chỉ mong là anh em có thể theo dõi và ủng hộ mình thôi. Thì mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Và mình rất mong những bạn mà mới biết tới kênh của mình đó thì có thể coi video của mình và để lại một ý kiến để cho mình biết là mình đánh nó ổn hay không, hay là mình thuộc dạng là bình luận nó có bị như thế nào hay không. Đó thì anh em có thể để lại bình luận cho mình biết nha. Thì anh em góp ý kiến coi coi mình có thiếu sót cái nào để mình sửa đổi nha anh em. Đó thì mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì chứ nãy giờ đánh mà không có ai lên mà đánh ganh 3, ganh 4 để mình thử test mình đánh coi coi nó có cân được không anh em. Đó thì mời các idol phải lo cho chấm điểm nha. Thì game này là game thứ hai mình múa nha anh em ơi. Đó, mới game thứ hai thì ta dạy nha anh em. Chứ thuộc dạng mình cũng luyện floor, mình cũng luyện thuộc dạng ở trong cái thao trường thôi anh em ơi. Chứ ở trong thực chiến thì mình chưa có luyện thử nha. Đây là game thứ hai mình mang cho thực chiến nha anh em. Bây giờ mình chỉ có biết đi farm chứ mình chả biết làm gì hết anh em ơi. Tại vì tên bạn ít có người lên quá mà. Cái là điện thoại mình nó cũng thuộc dạng lát lát. Có nhiều pha mình múa floor mà bị khận hoa anh em. Mình lụm một cái hoa thứ ba mà rút cuộc lụm không được. Mình múa còn thuộc dạng là hơi chậm anh em. Mình mà múa nhanh nữa là tên bạn mệt với mình rồi. Ôi khắc hụt bên ti kìa anh em ơi. Thì chiếc con cáo này nó vẫn còn chiêu để nó chạy anh em. Quá khó chịu luôn anh em ơi. Đó thì anh em đóng cho mình cái huân chương choi là cái món thứ tư nha. Thì bảo đảm là cứ con nào mà lên phép thì không thể nào mà thuộc dạng là xuyên qua được cái giáp phép của anh em lên đâu. Tại vì bên bạn bây giờ đang rất là phế nha anh em. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ chúng ta ép nha anh em. Đó thì chúng ta đánh thường thường là chúng ta phải ép những cái mục tiêu quan trọng nha. Múa khẩn quá anh em ơi. Mình cảm thấy mình hơi khẩn nha anh em. Nhưng mà không sao anh em ơi, nhưng mà quan trọng là chúng ta múa khẩn khẩn. Nhưng mà lúc mà chúng ta cần những cái thuộc dạng là những cái yếu tố quyết định đó, thì chúng ta múa phải cháy nha anh em, chứ không được khẩn nha. Cần yếu tố quyết định chúng ta phải múa cháy. Đó mới gọi là thời khắc quyết định anh em ơi. Chứ chúng ta múa khẩn không quan trọng, quan trọng là lúc mà chúng ta vô thực chiến thôi. À thằng bò xuống đây anh em ơi, thằng bò xuống đây đếp anh em ơi. Ui, ở trên kia vậy xử lý nắc được chưa? Ui, nắc cơ động quá anh em ơi. Vì tướng nắc tuy giảm sức mạnh nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó đáng sợ nha anh em. Đây, đi đi đâu vô đây để mình múa thử coi. À, thằng nắc anh em ơi, thằng nắc anh em ơi. Nó ao nhây mình hai lần ở cái pha đầu vậy á. Đây, để ăn blue luôn anh em ơi. Vô đây, ui khắc hụt kìa. Thôi 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 thôi, thôi xong lượm rồi anh em ơi. Không sao không sao, mình còn trâu, mình trâu. Đây mày, lụm hoa anh em ơi, ok. Khắc chế ngay. Chạy đâu. Ui thằng bò này thiệt chứ, thằng bò này nó không đỡ là mình tóc biến, mình quăng hoa này xong con Lily rồi anh em ơi, thiệt. Thằng bò này nhiều chuyện thiệt. Đó lâu lâu chúng ta phải thuộc dạng là khịa chút anh em ơi. Này, mình chấm hỏi ông nắc tí anh em. Đó thì cái bù đồ này rất là trâu như anh em. Đó cũng giống như cái pha nãy mà anh em coi á, con Liliana với con Nắc nó dồn mình á thì mình đâu có mất bao nhiêu máu đâu anh em. Mình vừa có thuộc dạng là thiên thức truyền mà vừa có cái huân chương choi nữa thì bên kia thì không có tuổi luôn anh em. Anh em biết tại sao mình lên cái giáp thuộc dạng cái giáp băng không anh em? Cái áo chàng băng á, áo chàng băng thì chúng ta hạn chế cái những cái thuộc dạng là cái di chuyển của đối phương mà lúc mà đối phương bên kia là một vị tướng cơ động nha anh em. Đó thì áo chàng băng là khắc chế những cái con tướng đó anh em. Đặc biệt là con nắc rốt đó anh em. Tại bên kia con nắc rốt là con cơ động nhất mà anh em. Ôi nè, ông nắc này cứ chết cỡ này là tem bạn toan rồi. À, thằng bò anh em. Thì na nãy tới giờ mày khắc anh em ơi. Ok quăng hoa luôn nè, mà múa luôn nè. Đây mày. Rồi anh em ơi, ok ngon. Tám mạng dành cho mình. Ôi đừng đừng bắn nữa. Đây mình farm lại mình hồi máu tí nha anh em, rồi mình trở lại giao tranh nha. À nó nằm à thằng này thiệt. Ui thằng này hên nha. Ok anh em ơi, video mình tới đây đã hết rồi anh em ơi. Thì anh em coi video mình thấy hay thì hãy cho mình một nút like nè, một nút đăng ký kênh nè. Và anh em nhớ bật chuông thông báo 18 giờ
hàng ngày nha, để theo dõi những video mình ra lúc thuộc dạng là sớm nhất nha anh em. Thì cảm ơn anh em đã coi video này. Bye bye và hẹn gặp lại. Yeah.